phải không ạ? Dạ. Rồi. Tân trẻ đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Loài gấu nào có lông nhưng lại không có thịt? Dễ. Gấu nào có lông nhưng mà không có thịt? Gấu nào có lông mà không có thịt? Gấu bông. Chính xác. Quá dễ. Bạn đã hiểu cuộc chơi. Câu hỏi tiếp theo. Có quãng đường có thời gian, làm sao tính được vận tốc? Có quãng đường có thời gian, làm sao tính được vận tốc? Thì chạy mới biết được vận tốc chứ. Không chính xác. Nó có công thức. Có công thức. Đây là một bài toán. À, hỏi thiệt á hả? Dạ. Trời, tưởng hỏi mẹo. Không, đây là đáp án là lấy quãng đường đó chia cho thời gian. Đó, dạ, đây là một bài toán. Câu hỏi tiếp theo. Cây cầu lớn nhất dưới lòng đất nằm ở đâu trên thế giới? Cha tôi nghi nó ở một vị trí đó. Nhật Bản. Dạ. Nhật Bản à? Dạ, không chính xác. Đúng. Không chính xác. Nè nè, bây giờ anh hỏi em sáng nè. Ở dưới lòng đất thì xây cầu làm gì? Thằng em nó chưa ngộ ra được luôn á. Đôi lúc hỏi mẹo, đôi lúc hỏi thiệt, không biết đâu đường nào mò. Biết đâu đường nào mò. Rồi, cố lên nha. Câu hỏi tiếp theo. Ớt gì đánh vô là kêu? Ớt gì đánh vô là kêu? Đúng rồi. Cứ đánh là kêu à. Là ớt gì? Ớt sắc. Ớt sắc là để chấm nước tương rồi nọ bỏ chứ không? Đó, cái này kiểu như là chơi chữ. Đố mẹo, đố mẹo đó, chơi chữ rồi thôi. Ớt gì đánh vô là kêu? Ớt Đà Lạt. Không biết thì trả lời đại. Ớt hiểm rồi, qua qua. Ớt hiểm rồi, ok, vâng, không chính xác. Ớt chuông. Đúng rồi, đáp án là ớt chuông. Cái này nè, cái này em nghĩ là anh có thể trả cho lời được. Cho câu dễ vậy con, lần đầu tiên cho câu khó quá à. Rồi, ớt gì cay độc nhất? Ớt gì cay độc nhất? Cay. Ớt hiểm. Chính xác. Khoan khoan, bây giờ hỏi vậy, hỏi tại sao tại sao luôn á. Hỏi tại sao hiểm. Rồi, tại sao anh vậy anh biết? Hiểm ác á, hiểm độc á. Đâu ai, cháu hiểu á. Biết. Câu hỏi tiếp theo. Cái gì nhẹ như không, nhưng ngay cả người đàn ông mạnh nhất thế giới cũng không thể nào giữ nó được lâu hơn 10 phút. Cái gì nặng như không? Cái gì nhẹ như không? Nhẹ như không. Nhưng ngay cả người đàn ông mạnh nhất thế giới cũng không thể nào giữ nó được lâu hơn 10 phút. Cái này hơi khó à. Không khí, không khí. Không khí em giữ sao? Thì giữ nè, mỗi tay phải bỏ xuống. Ủa, anh đứng dậy 15 phút bình thường luôn á. Là đáp án là anh không khí phải không? Ừ. Rồi, không chính xác. Thuốc. Đáp án là hơi thở. À. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cho em câu dễ dễ chị. Rồi, mẹ của mẹ chồng mình gọi bằng gì? Mẹ của mẹ chồng mình thì gọi là mẹ. Mẹ gì? Là mẹ chồng. Không chính xác. Đi. Mẹ của mẹ chồng mình là gọi là gì? Bà ngoại. Bà ngoại dạ, chứ không? Bà ngoại chồng. Đơn giản là nó như vậy thôi. Người ta đâu có yêu mình khôn hơn gì mình. Người ta đâu có yêu mình khôn gì. Rồi câu hỏi tiếp theo. Nhân vật Minion trong phim hoạt hình Kẻ Cắp Mặt Trăng có mấy màu để nhận biết? Màu vàng, màu xanh. Đúng rồi. Chính xác. Hai màu. Hạng nhất á, hạng nhất. Nhân vật Minion nói tiếng gì? Nói tiếng Minion. Dạ không chính xác. Đáp án là không nói được. Tôi đâu có biết nói đâu. Tân Trè đã đúng đáp án liên tiếp khủng khiếp. Một câu. Tức là câu vừa rồi là nhân vật Minion là nói tiếng gì? Tức là không nói được, chỉ nhờ vào lồng tiếng. Quốc gia nào phát hành phim đó thì sẽ nói tiếng quốc gia đó, nhờ vào cái diễn viên lồng tiếng. Chúng ta cùng gặp gỡ lại Lê Dương Bảo Lâm. Em gặp một đối thủ lần đầu tiên tham gia nhưng mà không hề nặng ký. Không, rất nặng ký. Rất nặng ký. Rất nặng ký. Tao muốn chết cho tôi. Lên. Dạ. Hãy cùng Lê Dương Bảo Lâm nhanh như chớp. Loài gấu nào có lông nhưng không có thịt? À, em muốn hát. Hát đi, hết giờ đáng chịu. Ôi trời, gấu bông à. Lên. Em ăn cắt, em hát
thoải mái cho anh. Em tính hát cái bài mà tạm biệt gấu Micha. Đúng rồi đó, em định giao đãi được em vô luôn. Có quãng đường, có thời gian, làm sao tính được vận tốc. Toán học năm lớp 3. Dài cộng cộng nhân 2 hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đó là Chu Di. Chu Di hả? Còn cái này mình đi tìm dẫn tóc. Xin cô tan được hả? Xin muốn cái gì là xin cô tan. Hết giờ. Anh nói lại đi anh Giang ơi. Có quãng đường có thời gian làm sao tính được bằng tóc. Mình tính chu vi. Chu vi. Chu vi. Không chính xác. Ủa là gì anh? Có quãng đường có thời gian. Tức là em có một đoạn đường dài 5 cây số. Cái thời gian và vượt qua đoạn đường đó dài cộng rộng nhân 2. Không giải thích nữa. Diện tích hả? Thôi em nè, biết từ đây về nhà em là một tiếng hồ. Dạ. Quãng đường dài 5 cây số. Rồi đi hết 5 phút. Thì đi bao nhiêu phút? Lấy quãng đường chia thời gian là ra được cái vận tốc. Lắc đầu. Hồi nãy mình cũng vậy đó Lâm. Đi chăng hả? Cây cầu lớn nhất dưới lòng đất nằm ở đâu trên thế giới? Trên thế giới. Không có. Chính xác. Em nói cái cầu này hà. Rồi, 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 được rồi. Trên thế giới mà. Ủa vậy hả? Trời ơi. Ớt gì đánh vô là kêu? Ớt gì đánh vô là kêu? Ớt, ớt chuông. Chính xác. Đó là thua rồi. Anh thua rồi đó. Thua rồi. Ớt gì cay độc nhất? À, ớt hiểm. Chính xác. Cái gì nhẹ như không? Nhưng ngay cả người đàn ông mạnh nhất thế giới cũng không thể nào giữ nó được lâu hơn 10 phút. Rồi đi xuống nè, đi xuống nè. Anh nói gì? Nói lại cái, đi. Cái gì nhẹ như không mà người đàn ông mà mạnh nhất thế giới cũng giữ được khoảng chừng tầm 10 phút hơn thôi. Cái gì nhẹ như không mà đàn ông trên thế giới mạnh nhất, mà cái người mạnh nhất á chỉ giữ được khoảng tầm trên dưới 10 phút thôi à? Mà chính nói nốt nhạc hả? Được đó, được đó. Không, không phải. Dành hết giờ. Cái gì nhẹ như không mà đàn ông thế giới, đàn bà. Vậy đi. Đúng rồi. Tại vì đàn bà đẹp là mình không thể giữ họ lâu được. Không, chính xác. Thôi xuống đi em. Hơi thở. À giữ lâu nữa. Vậy mà còn không nghe. Anh nó bông gòn, anh xào xạo anh. Cái này tập trung nè. Dễ đúng không? Mẹ của mẹ chồng mình gọi là gì? Mẹ của mẹ chồng mình. Dạ chào mẹ, rồi gặp mẹ chồng. Gặp mẹ của mẹ chồng. Bà ngoại. Bà ngoại gì? Bà ngoại cốt. Bà ngoại chồng. Chính xác. Hay quá. Hay quá mọi người ơi. Nhân vật Minion trong phim hoạt hình Kẻ Cắp Mặt Trăng có mấy màu để nhận biết? Màu tiếp. Mấy màu hả? Ờ. Màu hai màu, màu vàng, màu đen. Ơ lộn, hai màu thôi. Hai đã. Màu, không màu, hai màu gì? Đúng rồi. Chính xác. Màu vàng, màu xanh. Các nhân vật Minion nói tiếng gì? Na 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 ba ba na 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 ba ba na. Nói giọng chuối. Nói tiếng tiếng Anh hay tiếng Pháp hay là từ dạng dạng vậy phải không? Anh nói lại tiếng anh nói lại em. Cái nhân vật Minion nói tiếng gì? Tiếng Minion. Tiếng Minion. Không không không. Đúng rồi. Bắt tay là hiểu rồi đó. Không, chính xác. Không nói được, có diễn viên lồng tiếng. Nhân vật Minion thích ăn món gì nhất? Bà đá nào không phải là đỉnh chuối chuối rồi, không phải nha, không phải nha. Nó không ăn. Đó là chuối, không chính xác. Trời ơi, trời ơi, vậy rồi không chịu nghe. Người ta nhắc thiệt mà. Hát quá trời. Bà. Trời ơi, em tưởng nó xạo em định chuối rồi đó. Bài hát Minion hay hát là bài gì? Quá, Minion hoài. Bài hát Minion hay hát là gì? Đó mới hát nữa. Banana. Chính xác. Minion lớn tuổi nhất là bao nhiêu tuổi? Ba. Này hỏi chơi thôi. Ngủ và thức là hai trạng thái khác nhau của con người. Nhưng khi nào thì hai từ này đồng nghĩa?
ngủ và thức, hai từ đồng nghĩa. Chết. Không, chính xác. Hai từ này đồng nghĩa là khiến ta thêm một từ dậy phía sau. Hết giờ. Tức là ngủ dậy, dậy hoặc thức là dậy. Thức dậy thì nó đồng nghĩa. Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Dù em có thể không lên cao lắm, nhưng em cũng hơn Tân Trề. Đúng rồi. Một nhát. Tỷ số là 2-0 và 0.